Có một xứ đạo với truyền thống lâu đời còn lưu giữ và gìn giữ nhiều giá trị di sản văn hóa Việt. Có một xứ đạo từ ngày mở đất đến nay, dù lúc ăn nên làm ra cũng như khi khó khăn, nhân dân nơi đây vẫn giữ phong độ thư thả, nhàn nhã với lễ, với kinh. Có một xứ đạo đầy năng động, nhân dân trong giáo xứ luôn sôi nổi thi đua sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Và nhà thờ của giáo xứ đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, tràn đầy kiêu hãnh tự hào của bà con giáo dân địa phương, khi là ngôi thánh đường đầu tiên và duy nhất của giáo phận Bù Chu được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó chính là nhà thờ giáo xứ Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Thôn Quần Liêu được thành lập từ đời vua Lê Hiển Tôn, còn gọi là Lê Trung Hưng. Theo lịch sử lưu giữ tại địa phương, năm 1663-1667, các cụ Trần Đình Huy, Vũ Khắc Nhượng, Nguyễn Xuân Dương, Bùi Sĩ Lương đã đưa con cháu đến nơi đây đắp đê, khai hoang lập ấp. Là cửa biển nên các cụ đã đặt tên cho vùng đất mới là Cồn Liêu. Cồn là cát, nơi các vị tổ về khai hoang lấn biển, tạo lập làng xã. Thời gian sau, người dân ở đây đã đông dần nên đổi tên đất Cồn Liêu thành Quần Liêu nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, quần tụ, vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên để tạo dựng cuộc sống. Năm 1763, có Linh Mục Hoàng Thập, người Trung Quốc và Linh Mục Martino, người Nhật Bản thuộc giáo xứ Bùi Chu đến Quần Liêu để truyền giáo. Ngôi thánh đường Quần Liêu với quy mô bề thế vững chãi được khởi công từ năm 1880 và hoàn tất làm thánh lễ khánh thành vào năm 1884. Đến nay, trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, vẫn giữ được ngôi thánh đường cổ, kiến trúc Á Đông độc đáo, vừa mang bản sắc dân tộc, vừa lưu giữ những dấu ấn của những tiền bối về mở đất khai đạo. Và đó cũng là đường hướng tâm nguyện của nhiều thế hệ chức sắc, chức việc, phục vụ công tác, mục vụ tại nơi đây. Trong cái thời gian tôi về đây thì tôi cũng tìm hiểu về giáo xứ. Thì tôi thấy cái điểm đặc biệt là một giáo xứ có cái bề dày lịch sử. Và cái ngôi nhà thờ này đã được tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Và có một cái đặc biệt là cái giáo xứ này nó phải nói là 100% là người Công giáo. Và từ cái chỗ mà toàn tòng như thế thì bà con ở đây họ sống với nhau, nó có một cái gì đó nó gắn bó, nó khác với các nơi. Với cái lý do là họ có một cái cảm nhận như là như một gia đình, tại vì cùng chung một niềm tin. Cổng chính nhà thờ Quần Liêu được làm theo kiểu trồng diêm 2 tầng 8 mái, lợp ngói mũi hài, đã thể hiện phong cách nghệ thuật kiến trúc dân tộc, nét đặc trưng tiêu biểu của kiến trúc nhà thờ ở khu vực tỉnh Nam Định vào thế kỷ 19. Các công trình gác chuông, nhà sứ, hội quán đều được xây dựng bám theo tâm điểm là nhà thờ. Nhà thờ chính quay hướng Nam, thiết kế theo đồ án mặt bằng cây thánh giá với kích thước cao 13m, dài 57m, rộng 17m. Nhà thờ xây chồng diêm 2 tầng 4 mái, tường xây bằng gạch với hợp chất của vôi, mật, muối. Trên mảng tường mặt ngoài có đắp họa tiết trang trí các hình kỷ hà, hoa lá bằng chất liệu vôi trộn giấy bản, đường nét hài hòa, uyển chuyển. Nội thất nhà thờ chia làm 3 phần, tòa cuối, tòa thành đường và gian thánh. Nếu nhìn từ phía tiền sảnh, ngôi thánh đường mang phong cách kiến trúc giao hòa, phối hợp giữa Á và Âu, nhưng phía trong lại hoàn toàn mang phong cách Á Đông.
đặc biệt là lối kiến trúc thuần Việt. Từ những hoa văn chạm trổ uốn lượn, sơn son thép vàng đến kiểu dui, mè, mái lợp ngói ta. Gỗ lim là vật liệu chủ yếu của thánh đường, trong đó những hàng cột lớn bằng lim, vòng ôm lớn cao gần chục mét. Gian cung thánh cũng chạm những hoa văn sơn son thép vàng, bài trí uy nghi. Từng cấu kiện, từng mảng điêu khắc trong nội thất nhà thờ đều được trang trí tỉ mỉ, gia công sơn thép chu đáo với các đề tài liên quan trực tiếp đến đạo Thiên Chúa. Bên cạnh sự cổ kính lâu đời, những vật liệu phong cách kiến trúc mang đậm phong cách Việt Nam, ngôi thánh đường của giáo xứ Quần Liêu còn mang giá trị lịch sử sâu sắc khi nơi đây từng là nơi che chở, nuôi dấu cán bộ cách mạng Việt Nam hồi trước cách mạng tháng 8, trong thời Nhật Pháp chiếm đóng. Chính vì thế, trong cả giáo phận Bùi Chu, Nam Định, có hơn 100 nhà thờ xứ cùng rất nhiều nhà thờ họ lẻ, nhưng tòa thánh đường giáo xứ Quần Liêu là nhà thờ duy nhất được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó là niềm tự hào to lớn của bà con giáo dân cũng như của địa phương. Trong những cái năm qua, đặc biệt là khi xã Nghĩa Sơn là cái xã nông thôn mới của tỉnh Nam Định, thì cái sứ đạo của Niêu này càng được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó là có sự chăm chút mà tuyên truyền của cha xứ ở đây, cho nên là cái phong trào của giáo xứ Quần Liêu luôn luôn được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là đồng bào theo đạo của Thiên Chúa lúc nào cũng đồng hành cùng với đảng ủy, ủy ban xây dựng xóm làng luôn bình yên, xã hội văn minh, quang cảnh quê hương sạch đẹp, đáp ứng được cái yêu cầu nguyện vọng của giáo dân cũng như là của chính quyền địa phương nơi mà có giáo xứ Quần Liêu hiện diện ở đây. Ai đến đây cũng trầm trồ là khen cái giáo xứ Quần Liêu là một trong những cái giáo xứ là có cái cảnh quan rất là đẹp, mà giáo dân thì là vui vẻ, đoàn kết và lúc nào cũng làm những cái việc tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước. Nhà thờ Quần Liêu là một công trình tín ngưỡng có ý nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng với bà con giáo dân của giáo xứ Quần Liêu. Đây là trung tâm quy tụ mọi sinh hoạt, nơi nuôi dưỡng và phát triển đức tin của con dân Quần Liêu. Giống như hoạt động tại các di tích, cộng đồng Thiên Chúa giáo nói chung, nơi đây cũng có nhiều ngày lễ hội tưởng nhớ đến Đức Chúa, Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh, là dịp để con người trong cộng đồng giao hòa, làm tăng thêm sự đoàn kết hướng thiện với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, mang màu sắc kết hợp, hòa nhập giữa văn hóa phương Tây và văn hóa bản địa. Điều đó chứng tỏ người dân xứ Quần Liêu sống hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa chung quanh, làm phong phú cho đời sống văn hóa tinh thần vì mục đích nhân văn, chân, thiện, mỹ. Ngoài những lễ nghi quy định của giáo hội, các giáo dân đã đưa ra các hình thức của lễ hội cổ truyền như rước kiệu vào nội dung lễ hội công giáo, làm cho các lễ hội công giáo thêm đa dạng, phong phú về hình thức, lại có nội dung phù hợp với tâm lý, tâm linh, tập quán của người Việt Nam nói chung và người dân Nam Định nói riêng. Những ngày lễ, nhà thờ luôn là nơi mọi người hướng đến với những hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi, được tổ chức rất long trọng với đức tin và cầu nguyện, để đức tin được củng cố và diễn tả bằng chính cuộc sống đạo của mỗi người. Hòa chung không khí hân hoan náo nức và tràn đầy thành kính của bà con giáo dân cả nước trong mùa vọng hướng đến đại lễ Giáng sinh mừng Thiên Chúa, chào đón năm mới 2019. Bà con giáo dân giáo xứ Quần Liêu cũng tràn đầy ước nguyện cùng các xứ họ đạo trong toàn tỉnh giữ vững niềm tin và quyết tâm đẩy mạnh mọi phong trào thi đua kính Chúa yêu nước. Đặc biệt, coi trọng công tác nhân đạo, từ thiện, khuyến học khuyến tài, giáo dục con em tránh xa các tệ nạn xã hội, tích cực học tập và rèn luyện, phát huy tinh thần tốt đời, đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc, cùng đoàn kết với các tôn giáo bạn để tạo lập cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình cũng như cộng đồng, cùng giữ gìn và phát huy trọn vẹn những nét đẹp truyền thống của xứ đạo cũng như quê hương.
cái vai trò của giáo xứ Quần Liêu nó vô cùng quan trọng trong đời sống cũng như là trong vấn đề tín ngưỡng của đồng bào có đạo. Cho nên là chúng tôi luôn luôn là đồng hành cùng với cha xứ ở đây là tuyên truyền, giáo dục bà con giáo dân luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và đồng hành với quê hương đất nước trong những cái năm tới này, xây dựng cái nông thôn mới ở xã Nghĩa Sơn là một trong những cái nông thôn kiểu mẫu trong tương lai. Với bao thế hệ bà con giáo dân Nghĩa Sơn, nhà thờ xứ Quần Liêu là niềm tự hào to lớn và luôn giữ một vai trò trang trọng thiêng liêng trong trái tim. Còn với những ai từng một lần đến thăm nơi này, tòa thánh đường chắc chắn cũng để lại những cảm xúc rất lay động, cũng như cảm giác bình an thanh thản. Bởi trong xu thế hòa hợp và phát triển của tất cả các tôn giáo trên thế giới, tôn giáo chân chính nào cũng hướng con người đến chân, thiện, mỹ, cùng xây dựng và vun đắp một thế giới hòa bình. Được tham quan, trải nghiệm tại xứ đạo yên bình Quần Liêu sẽ giúp chúng ta cảm nhận được rõ ràng, sâu sắc hơn những giá trị văn hóa Việt tại một xứ đạo giàu truyền thống. Qua đó thấu hiểu sâu sắc hơn về đời sống, đức tin của đồng bào Công giáo và hòa cùng bà con giáo dân trong nguyện ước an lành, hạnh phúc cho tất cả thế gian.